Vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là bao lâu? Tầm khoảng 4 đến 5 tháng gì đó. 4 đến 5 tháng. Dạ. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp. Lần đó là em về quê ăn Tết thì ảnh có đưa em ra xe đi về, thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà, và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì ảnh hỏi, anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không, và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi. Thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó, rồi hãy mở ra xem. Thì em mở ra em xem, thì em vẽ là một cái trái tim kế cái trái tim đó, và em chụp cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh, thì coi như là em đã đồng ý. Lúc mà mẹ em nghe, mẹ em có ngăn cản thì gia đình em không có ai ủng hộ hết. Tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài, nhưng mà gặp anh này rồi em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Thế là em cứ quen. Đang có em bé phải không? Dạ. Xin chào hai bạn nhé. Dạ em chào anh, chào chị. Ông xã em biết nói tiếng Việt không? Biết. Biết nói chút. Em tên là Donovan, em 36 tuổi. Em là thầy giáo nhỏ. Thầy giáo. Sinh học. Thầy giáo sinh học. Dạ. Ở trường trong thành phố mình. Dạ, anh đang công tác tại trường quốc tế ở thành phố. Dạ. Em chào hai anh chị và chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh ở một trường mầm non. Dạ, hai tụi em đều cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tức là hai người có dạy chung trường không? Dạ, hồi trước thì có nhưng mà bây giờ thì không. Em nước của em là nước nào? Em quê của em á? Nam Phi. Nam Phi. Donovan là qua Việt Nam mình làm việc lâu chưa? 9 năm. Lần đầu tiên em gặp ảnh, em ấn tượng gì ở ảnh nhất? Trong trường thì rất là dễ gặp nhau, tại vì nó ở chung một cái không gian, chung một cái khuôn viên. Thì sự ra thì em cũng không có để ý đồng nghiệp nhiều, tại vì lúc đó em mới đi làm được vài tháng thôi. Thì ảnh muốn làm quen với em thông qua một người bạn đó. Dạ thì tức là ảnh thích em trước. Ảnh thích em trước và ảnh hỏi cái chị bạn đó là em có bạn trai chưa? Thì thông qua chị bạn đó thì ảnh biết là em còn đang độc thân. Ảnh nói là ảnh muốn xin số điện thoại của em. Thì chị đã hỏi là em là em có biết thầy Donovan dạy cấp 3 hay không? Em nói là em không biết. Thì ấn tượng đầu tiên của em về anh này là hồi trước là còn mập hơn bây giờ nữa. Tóc thì dài, cũng không nói dài lắm nhưng mà nhìn rất là lượm thượm. Mắt thì thâm quầng. Và em nghĩ là cái anh này có bị chứng mất ngủ kinh niên hay không? Mà lúc nào em gặp ảnh thì trong tay ảnh cũng là một chai nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy. Và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy thì sợ đúng không? Dạ không, rất là thu hút. Em thích hả? Dạ em thích. Không phải nhiều. Nó có cái sự thu hút gì đó, hấp dẫn gì đó thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này. Em hỏi anh đi, tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại thích tìm hiểu em? Thảo nhỏ, đẹp gái. Đẹp gái. Nói chuyện dễ thương. Thông minh. Trước khi mà anh quen với Thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa? Không. Xạo đó. Thiệt. Xạo đó. Anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em, nhưng mà thì sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một cái gì đó rất là trong sáng thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em thì ảnh là người như thế nào. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm, thì rót vào tay em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Mọi người nói rất là nhiều. Có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ, hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó. Em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, và em muốn chia tay. 2-3 lần như vậy luôn thì ảnh đều là người giữ em lại. Thì ảnh cũng giải thích, ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này, như thế kia đó, nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi. Em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không? Thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã. Còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á, nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó. Chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa. Cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại, chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay thôi. Nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa? Dạ lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới được vài tháng thôi. Yeah. Lúc mà Thảo đòi chia tay với em á, em có buồn không? Cái cảm giác của em thế nào? Em buồn quá. Buồn quá. Cry. Em khóc luôn. Anh hỏi nè, vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là bao lâu? Tầm khoảng 4 đến 5 tháng gì đó. 4 đến 5 tháng. Dạ. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp. Lần đó là em về quê ăn Tết. thì ảnh có đưa em ra xe đi về, thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà, và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì anh hỏi, anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không, và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi. Thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó, rồi hãy mở ra xem. Thì em mở ra em xem, thì em vẽ là một cái trái tim kế cái trái tim đó, và em chụp cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh, thì coi như là em đã đồng ý. À. Rồi cái lần hẹn hò đầu tiên là lúc đó là đi đâu? Em dắt bạn đi đâu? À, sushi. Đi ăn sushi. Ủa tại sao lại chọn ăn món của Nhật Bản? Em thích sushi. Thì sự ra thì lúc đó em cũng món đó cũng phải là món khoái khẩu của em, nhưng mà ảnh được bạn bè gợi ý lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn đi ăn như vậy thì anh chọn, thì đi hẹn tới chỗ đó thì em tới trước, em chọn một cái địa điểm ngồi theo em là nó lãng mạn và khá ấm cúng, nhưng mà nó lại gây khó khăn cho ảnh, tại vì bụng to chân dài mà em bắt ngồi lên một cái ghế đệm, ngồi bệt ở dưới luôn, mà mặc quần jean nữa, thế là ngồi khó, đúng rồi, ăn không được gì hết, ngồi cứ lắc qua lắc lại như thế này. Nhưng mà em không biết sau này về xong thì anh mới nói, thế là từ đó em rút kinh nghiệm, đi ăn ở đâu là phải có ghế ngồi. Rồi gia đình em có ngăn cản cái việc mà em quen người nước ngoài không? Lúc mà mẹ em nghe, mẹ em có ngăn cản, thì gia đình em không có ai ủng hộ hết á. Tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài, nhưng mà gặp anh này rồi em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Thế là em cứ quen vậy đó. Đến một ngày tầm khoảng gần được 2 năm thì ảnh ngỏ lời anh muốn dẫn em về Nam Phi để thăm gia đình ảnh. Dạ, thì lúc đó em rất là hồi hộp, thì em có nói là ok, nếu như mà anh muốn em đi chung với anh về nước á, thì anh phải làm cùng với em một việc là anh đến gặp ba mẹ em đi. Anh xin phép ba mẹ em đi. Anh đồng ý không? Anh đồng ý, cũng hơi sợ, nhưng mà phải đồng ý thôi. Khi mà Thảo mà nói là anh về nhà ra mắt ba mẹ, thì lúc đó cái tâm trạng anh như thế nào? Sợ, đúng không? Sợ ba hay sợ mẹ? Ba. Tại vì trong cái suy nghĩ của ảnh á, ba là người quan trọng hơn mẹ. Và sợ ba, tiếng nói của ba sẽ lớn hơn tiếng nói của mẹ. Sợ ba không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì cái buổi gặp mặt đó là sao? Cuối cùng thì khi gặp ba mẹ em xong thì ảnh quyết định là ảnh sợ mẹ hơn sợ ba. Nhưng mà sau đó thì em có đi Nam Phi không? Dạ có, em có đi. Rồi em qua bên đó gặp gia đình của bạn này thì sao? Em đi Nam Phi với một tâm thế là em đi du lịch cùng với ảnh thôi. Thật sự ra là em không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng gì khi mà gặp gia đình bạn trai luôn. Và may mắn là gia đình của ảnh rất là thân thiện. Dạ, cũng chào đón em và cũng cảm giác như là rất là ấm áp. Dạ, và không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết. Nhà anh có đông anh em không cơ? Dạ chỉ có một em gái thôi với ba mẹ. Thì bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Sao lại làm còn mẹ không là sao? Dạ thì em về Nam Phi gặp gia đình nhảnh là tầm khoảng tháng 7. Thì đến tháng 12 là ba ảnh qua đời. Dạ. Ba anh lớn tuổi bị bệnh à? Dạ cũng khá là đột ngột thì ba qua đời. Mẹ thì cũng còn một mình với em bên đó, cũng khá là cô đơn. Cho nên hai bên gia đình vẫn giữ cái mối quan hệ với nhau, là vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện, mặc dù mẹ em không biết tiếng Anh. Giờ dễ mà. Dạ. Lên Google là đã. Dạ lên Google đúng rồi. Nhưng mà sau cái chuyến đi Nam Phi đó về thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Tầm khoảng hơn 1 năm sau. Tháng 7 là tụi em đi Nam Phi. Đến tháng 12 là ảnh cầu hôn em. Là thì... lúc đó là ba mất á hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cầu hôn rồi thì ba mất hay sao? Dạ đúng cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Dạ, tụi em có một chuyến nghỉ đi du lịch thì ảnh xếp đâu vào đó hết rồi. Ảnh cầu hôn em ngay trên bãi biển. Và ảnh đếm 10, 9, 8, 7. Tại vì em đang suy nghĩ. Cái gì? Đếm ngược á. Đếm ngược lại. 4, 3, 2, 1. Cho 10 giây suy nghĩ thôi. Em cũng có bối rối đôi chút, nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nó khá là lấp lánh. Chỉ có 10 giây để suy nghĩ thôi. Thảo nói are you sure? Are you sure? Em hỏi là đã chắc chưa? Tại vì bây giờ mà em đồng ý là không có đổi ý lại được đó. Dạ thì quay lại về phòng, tính là gọi điện để báo tin về cho ba mẹ mừng, thì chưa kịp báo gì hết thì nhận được cuộc gọi của em gái báo qua là ba mất đột ngột như vậy rồi. Ba rất là quan trọng đối với ảnh. Tụi em đã lên kế hoạch là sẽ đưa ba mẹ qua dự đám cưới và rất là muốn giới thiệu Việt Nam với ba, muốn đưa ba đi khắp Sài Gòn, nhưng mà cuối cùng thì lại không có được như ý, như kế hoạch như vậy. Sau đó là anh bay về bên kia liền. Dạ, sau đó thì qua ngày hôm sau tụi em hủy vé bay về Sài Gòn sớm, rồi ảnh bay về Nam Phi. Cái giai đoạn sau đó nó rất là khó khăn, tại vì ảnh đau và em cũng đau nữa. Tại vì em không biết là phải an ủi một người vừa mới mất một người thân như thế nào hết. Lúc đó thì em phải cân bằng tâm lý dùm cho ảnh và mẹ ảnh nữa. Rồi, xin thay mặt chương trình xin được chia buồn với Donovan nha. Rồi, vậy là các bạn lấy nhau là được bao lâu rồi ta? 15 tháng. 15 tháng, như vậy là quá son rồi đó. Bây giờ là em đang có baby đúng không? Dạ. Chúc mừng nghe. Cảm ơn chị. Vì vậy là trong khoảng thời gian mà ở chung với nhau vậy thì không biết là anh ấy có tật xấu không? Em không biết đây là một cái tật xấu hay là một cái thế mạnh mà nó làm em khó chịu thì chắc thôi em được vô tật xấu. Ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ. Có nghĩa là nói chuyện kiểu như nhiều khi không có phân rõ cái ranh giới, rất dễ tạo ra hiểu lầm. Dạ, em cũng đã có góp ý rồi. Nếu như mà anh mà cứ như vậy là em không có thích, không nói thì thôi, mà nếu như mà thả là sẽ dính đó. Kiểu là như vậy. Cũng đã cãi nhau, cũng đã khóc lóc, giận dỗi rất nhiều về vấn đề này. Cãi hồi thì anh nói là chuyện đó bình thường với anh, không có gì hết. Theo anh suy nghĩ là những cái câu nói đó, những cái cách giao tiếp đó với anh là bình thường, không hề đi quá mức. Có nghĩa là anh không chấp nhận cái việc mà em ghen với người khác. Dạ đúng rồi. Em chỉ bảo là em không thích thì anh nói là ok, không thích thì anh không làm. Nhưng mà anh vẫn không chấp nhận là cái đó nó sai. Rồi tiếp theo có gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Ảnh không có thích đồ ăn Việt Nam lắm. Thì nó làm cho em khó khăn khi mà em phải nấu ăn. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải có hai món, một món Tây hoặc là món gì đó anh ăn được và món em ăn. Và mỗi lần đi ra ngoài ăn cũng vậy, ảnh phải chở em đi ăn cái món mà em thích ăn trước. Ví dụ như bún phở cái gì đó. Rồi sau đó ngồi đợi, nhiều khi cũng ngại với chủ quán luôn á. Ngồi đợi và sau đó tụi em phải đi tới một cái quán thứ hai để mua đồ ăn cho ảnh. Riết rồi em không muốn đi ra ngoài ăn nữa luôn á. Hồi đó em rất là khó chịu về cái chuyện đó, nhưng bây giờ thì dần dần em chấp nhận được rồi. Thích nghi được rồi. Dạ, thích nghi được rồi. Em nấu ăn thì em sẽ nấu hai món, một món cho em, một món cho ảnh. Có khi nào mà em ở nhà em không muốn đi ra ngoài ăn rồi em nhờ ảnh đi mua đồ ăn về cho hai vợ chồng ăn mà gặp một cái sự cố vậy? Nhờ đi mua đồ lúc nào cũng lộn luôn. Ngay từ cái hồi mới quen nhau là em qua chơi là em ơi, anh có mua ổi trong tủ lạnh đó, lấy ăn đi. Và em mở trong tủ lạnh ra là mấy cái lát bí đao cắt sẵn mà người ta xếp lên vỉ đó. Thì anh nói cái đó là ổi. Sau đó nữa là có bữa em nấu ăn em kêu là anh đi mua hành và em đi, em về em nấu canh. Xuống siêu thị về nói với em lý do là không có hành và cầm về cho em một bó sả. Dạ, nhiều lần lắm. Đó là anh ơi em muốn ăn tàu hũ không phải tàu hũ chiên, em hay chiên đâu nha, nó trắng nó mềm và nó đựng trong cái chén nhựa tròn như vậy nè. Thì ảnh đi xuống và ảnh đem về cho em tất cả những cái gì mà nó được chứa trong cái hũ tròn như vậy. Có súp cua, có cháo, có rau câu. Dạ đúng rồi, xương sáo. May quá, có đúng một hũ tàu hũ luôn. Thế là em phải ăn hết tất cả những cái món đó. Dạ. Và còn nữa, còn hay nhất, biết ông nhầm không? Dạ biết, trời em đánh luôn, tức quá. Bữa đó em nhờ đi mua dưa leo với lại salad. Bình thường là em có chụp hình, sau đó em rút kinh nghiệm chứ, em muốn ăn cái gì là em chụp hình. Em gửi nhìn, nhưng mà bị cái là mắc cỡ gì đó, không bao giờ hỏi nhân viên, thấy là lấy thôi, không biết đúng hay sai. Thì bữa đó em tự tin lắm, em nói là dưa leo với salad nha, em dọn đồ ăn ra sẵn rồi, chỉ đợi dưa leo với salad về ăn thôi. Thì hai cái món đó nó dễ quá mà em không có gửi hình. Thế là đem về cho em một vỉ mướp cắt sẵn và kế bên mướp đó là một nhúm mồng tơi. Dạ, và nói em là dưa leo cắt sẵn nè và salad nè. Rồi bây giờ tới Donovan đó, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Thao hay ghen. Ghen. Nãy có kể rồi. Thao kiểm tra Facebook. Facebook, WhatsApp, Zalo. Trời ơi. mệt quá đúng không? Có khi nào mệt quá. Có khi nào giận mà đập điện thoại không? Rồi cái gì nữa? Mù đường. Ủa rồi mỗi lần hai vợ chồng đi vậy rồi sao? Ảnh rành đường Việt Nam không? Em Thao nói quẹo trái. Bên phải đó. Ok. Không, quẹo trái. Quẹo phải. Cái tay bên phải. Miệng nó quẹo trái. Tại vì em là đúng là em mù đường và gặp ảnh không có rành đường xá ở Sài Gòn nữa, cho nên lúc nào mà đi đâu là cũng kết thúc là cãi nhau. Thì em nói là em đi đường này mà tại sao anh không nghe em, anh cứ đi đường khác, cứ như vậy á. Còn tật xấu gì nữa nè? Khi Thao giận, Thao không nói. Im lặng. Thao làm im. Gì để Thảo nói chuyện? Em im luôn và ảnh năn nỉ. Bé ơi, nothing. Em ăn chưa là... nothing. Không phải là em có ý mà là cái kiểu như cái cá tính em nó như vậy luôn á. Tại vì em mà nói thì thứ nhất là lúc đó cảm xúc của em nó rất là lộn xộn, cứ giận là em cứ im lặng như vậy. Và bây giờ Donovan có mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Không, im lặng. Không im lặng nữa. Đừng im lặng. Nói đi. Đừng im lặng nữa. Rồi còn Thảo? Anh này thì anh còn một cái tật xấu chưa sửa được là hút thuốc quá là nhiều. Dạ, thì em sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thôi. Và em không có chịu được cái mùi khói thuốc mà nó ám trên người như vậy á. Em nhắc nhở rồi cũng cãi nhau, kể cả khóc luôn để năn nỉ ảnh là bỏ thuốc đi, nhưng mà vẫn chưa có sửa được. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Dạ chưa luôn, vẫn còn hút thuốc nhiều lắm. Một ngày năm điếu hả? Bây giờ từ từ đi, một ngày 3 điếu thôi. Có em bé xong là em sợ không? Em bé hửi mùi. Em hút thuốc là em bé hửi mùi. Rất là nguy hiểm. Chị thấy vậy nè, thực ra là khi mà mình lấy người nước ngoài á, nó có những cái về văn hóa nó khác nhau, em hiểu không? Cho nên nó là nói chung là mình cũng phải vừa cương vừa nhu. Em giống như em lùi nửa bước thôi. Tại vì chị thấy nè, người ta đâu ra đó giống như người ta rất sòng phẳng. Ví dụ như là khi người ta nói là người ta thích cái điều đó là người ta thích, chứ người ta không nói xạo. Chị cảm giác là như vậy. Thành ra khi mà anh đã nói là anh không có gì, chỉ có một mình em thôi, thì em nên tin vào cái điều đó. Tin để cho mình, thứ nhất là mình thoải mái cho bản thân mình, đúng không em? Chứ làm chi mà mình mệt trong cái chuyện đó, đúng không? Còn về phía em nói là không được im lặng là it's good nha. Tại vì em cứ phải nói, tại vì cái người phương Tây họ kỳ lắm. Em nói em không thích như vậy là em phải nói ra cho ổng biết là em không thích điều đó, mà nói nhiều lần, nhưng phải hợp lý. Nãy chị đừng nói em phải hợp lý, thì thành đã làm cố gắng để mình hạnh phúc nhất có thể nha. Rồi, xin cảm ơn Thảo với Donovan đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này, và chúc cho sắp tới đây hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Dạ, cảm ơn anh. Em là Phạm Văn Tường, 36 tuổi, hiện là nhân viên cơ điện. Dạ, em tên là Trà My, năm nay em 26 tuổi, hiện là nhân viên của công ty của phần tin học Lạc Việt. Vậy là lớn hơn nhau 10 tuổi chẳng. Vậy thì hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Xí, chị thấy hình như hai bạn cùng quê phải không? Dạ đúng rồi ạ. Hai vợ chồng em là cùng quê, cùng Bình Định hết luôn, gần xã nhưng mà không có biết mặt nhau. Quen nhau là nhờ cái đứa em gái ở cùng quê nó giới thiệu. Nó gọi điện sẽ giới thiệu cho một cái anh chàng lớn tuổi, nhưng mà anh được cái anh hiền lành, anh không bao giờ biết quen cô nào hết á. Là em lúc đó em muốn suy nghĩ trong đầu là không biết là cái anh này lớn tuổi mà chưa có quen ai, không biết là một là giới tính có vấn đề, hai á là anh thực sự hiền mà hiền quá cũng không tốt. Em mới nói thôi kệ, nếu mà cứ quen gặp cũng được thôi, làm anh đồng hương cũng được. Thế là mới gặp ảnh, thì cái ấn tượng đầu tiên lúc đó là em thấy wow, sao một anh chàng gì mà đẹp trai dữ vậy ta, đúng hình tượng của mình. Là em bị trúng sấm phải không? Dạ đúng rồi, tim đập điện giật luôn, y như là điện giật vậy luôn. Còn em thì sao, có điện giật không? Khi là gặp cô ấy là mình ấn tượng là có cái ngoại hình dễ nhìn, dễ thương. Cái mình ít thích đó là mình hồi giờ là mình không có thích gái mà mang kiến cận. Đó, mà khi gặp cô ấy là cô ấy mang kiến cận. Ảnh là đẹp trai rồi đó, nhưng mà mỗi tội gái là nói chuyện nhiều quá mà lại nổ. Nhà y như là chuyển qua hổ môn cũng như vậy đó. Lúc đó ông nổ cái gì? Ông nói ông đi xuống miền Tây á, ông thấy lúa người ta tốt rồi mà cao vượt quá cái đầu đi không thấy mặt mũi đâu hết á. Em nói lúa quê mình lẹt đẹt dưới đây cùng lắm, nó cao lên tới ngực làm gì quá lên đầu, nổ quá chịu không nổi. Thì đó, thì mình nói chung mới lần gặp mà mình cũng nói chuyện tạo không khí nó vui vẻ, nên là mình cũng hơi nói nó hơi nhân hóa cường lên tí xíu. Biết là nổ vậy rồi á, nhưng mà sao vẫn thấy kết lạ chứ. Kết luôn. Ôi, nhưng mà sao em lại không thích phụ nữ mang kiến? Không, dạ em thấy cái phụ nữ mang kiến em thấy nó yếu đuối, nhưng mà kiểu như là ghét của nào trời trao của đó hay sao? Cái mẫu người em là mẫu người phụ nữ của em là mẫu phụ nữ mạnh mẽ đúng không? Dạ, mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ sau khi lấy rồi em có thấy cô này mạnh không? Trời ơi, mạnh hơn hồi lúc mới quen nhiều. Rồi bây giờ hai bạn là quen nhau bao lâu thì là? Nói chung là từ ngày gặp nhau cho tới lúc ảnh tỏ tình và cũng đồng thời là cầu hôn luôn á là 2 tháng. Trong vòng có 2 tháng rồi đó. Chơi sao chơi nhanh dữ ta? Thấy là có cái người bạn của cái cậu ấy á, là bạn thân á, là chuẩn bị cũng sắp đi lên xe hoa rồi. Cậu ấy buồn, nói là ở đất Sài Gòn này bơ vơ có mình có mỗi người bạn mà tự nhiên nó sắp lấy chồng. Lúc đó mình ngồi than thở xong rồi ảnh nói thôi bây giờ bạn em nó chọn áo cô dâu rồi đó, thì hồi nãy em cũng la chọn đi đó. Thế là lúc đó không biết làm sao, là miệng thì em chưa nói đồng ý mà cái đầu em tự nhiên nó gật. Có nghĩa là chưa tìm hiểu kỹ càng mà coi như 2 tháng là luôn. Bây giờ anh hỏi nè, từ lúc mà cầu hôn cho đến lúc cô này đồng ý rồi đến ngày cưới thì hai người có trơn tru không? Đồng ý thì đồng ý vậy kia, chứ mà giờ ngày cưới thì cô ấy muốn hỏi lại. Nói chung lúc đó em khóc bù loa luôn. Em muốn lấy chồng nhưng mà đỡ thằng thẳng nó cuối năm mà, chứ còn đầu năm em thấy nó sớm quá, em khóc bù loa luôn. Thế là em không chịu. Dạ, nhưng mà cuối cùng cái mẹ ảnh sao thuyết phục giỏi quá, sao tự nhiên cuối cùng em cũng chịu cái. Nhưng mà tới gần tới ngày cưới khoảng 2 ngày á, lúc đó là em phát hiện ra một cái điều, đó là ảnh là người vô cùng đào hoa luôn, chứ không phải là như người hiền lành mà không có bạn gái như là người ta nói. Bây giờ nghĩa là lúc này mới là vỡ mộng rồi phải không? Dạ đúng rồi, trời ơi, 7 tháng cô luôn vậy đó. Nhưng mà sao em biết được? Lúc đó là có người quen với ảnh á, xong rồi nói với mẹ em, biết cái người đó, biết là tình hình của ảnh như vậy, bắt đầu nói với mẹ em, cái mẹ em mới nói với em, cái lúc đó em mới khóc quá trời luôn, em mới nói với bạn bè, nói thôi chết rồi tụi mày ơi, giờ tự nhiên giờ sao lòi ra ổng đào hoa quá, cái em nói là thôi bây giờ chắc tao không muốn cưới nữa, cái mấy đứa bạn nó giờ còn 2-3 ngày nữa tới mà ngày cưới, ở quê phong tục hủ tục vậy, mày bỏ đi vậy rồi ba mẹ mày muốn đến đâu, xong em bình tĩnh em suy nghĩ lại, em nói kệ chứ bây giờ ổng yêu ai yêu chứ mà mình là người cuối cùng là được, nên em nói thôi mình vẫn quyết định lên xe hoa. Nhưng mà em nghe tụi em có thấy không? Dạ nói chung là người ta đưa ra những cái bằng chứng rất là cụ thể luôn. Bây giờ em cụ thể luôn đi. Cái người mà ảnh quen á lại tình cờ là bà con với bạn của mẹ em, nên là cô ấy nói là khẳng định đó là người yêu của cô, nhưng mà bây giờ là lại bỏ cổ mà đi lấy em đó. Thì, lúc đó thì cô ấy mới nói có như vậy không? Cô mới nói là có, nhưng mà chẳng qua là những người bạn trước kia thì không hợp thì mình chia tay. Cái người đã đến thì đang tìm hiểu, chứ đâu phải là ai cũng gặp nhau là người yêu là bạn gái hết đâu. Lúc đó là 8 cô á. 8 cô? Dạ. Tuần lễ có 7 ngày mà 8 cô chia lịch làm sao trời. Không chắc chủ nhật 2 cô lúc. Mà cưới em là lúc đó anh quen chính thức một cô, còn trước đó là có 2-3 cô gì đó. Công nhận em hay thiệt nghe, em ghen quá luôn á. Đó là do cô ấy tổng kết lại á. Em yêu từ năm bao nhiêu? Dạ em yêu mới năm lúc 16 tuổi. Wow, 16 36 là 20 năm hả em? 20 năm là chia ra cho 8 đó, bình quân cũng đâu có nhiều. Đó, ít lắm rồi. Bây giờ hỏi thiệt còn bao nhiêu cô? Có một cô à. Cô nào? Cô ngồi bên cạnh đó thôi. Tại vì quen nhau thời gian quá ngắn, cho nên lúc lấy nhau xong cái tới đêm tân hôn á, trước đó là em nghe dì cô nói là cái đêm tân hôn là một đêm kinh khủng, như là bơi qua sông làm gì đó nó ghê gớm lắm. Tức là em vào đêm tân hôn với một cái tâm thần, cái trạng thái là chỉ muốn là chồng mình say và ngủ rồi. Nhưng mà khổ nó ông không biết uống bia rượu, mà bữa đó ông uống nhiều mà ông vẫn cứ tỉnh như bơ. Rồi cuối cùng ra như thế nào? Rồi cái là khi đi máy là có ấy rất là căng thẳng, mà mình phải cố thuyết phục. Thuyết phục sao em nhớ không? Anh nói chứ hai đứa mình cũng quen nhau rồi, cũng đồng ý rồi mới cưới, chứ đâu phải là anh cưới hiếp em đâu mà sao. Trời đất ơi. Em làm sao mà anh lại nói là ghê? Em giấm gió em sợ. Em tưởng tượng như là một cái thiên hà nào đó nó đang rơi vào mình, mà lúc đó cái giường ở quê nó cót két mà sát lên cái phòng của ba mẹ nữa, nên là rất là sợ ba mẹ phát hiện luôn. Cái thủ tục đầu tiên á, tôi cũng chào hỏi đồ thủ tục vậy rồi, xong cái lần đầu tiên là thất bại. Tới lần thứ hai cũng không có ra sao, tôi miết gần tới sáng em nói chắc thôi ông này bỏ cuộc rồi, em thở phào. Nhưng mà cuối cùng vẫn không bỏ cuộc. Đã làm thì em làm bằng được, bản lĩnh đàn ông mà anh. Biết là làm, phải làm cho được. Cơ hội 36 năm mà tới ngày ra mà sao mà từ chối được. Cuối cùng thành công liền. Chắc vừa thành công là cũng là vừa kịp lúc gà gáy. Dạ đúng rồi, chính xác luôn á, lúc đó kịp gà gáy em nói trời chưa ngủ gì hết, tiêu rồi. Ngủ luôn. Sau cái đêm đó rồi, về ở với nhau cho tới bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 3 năm rồi anh. 3 năm thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều chuyện vỡ mộng đúng không? Dạ. Vậy thì cho em nói trước đó, ông này em vỡ mộng ổng có điều gì? Ảnh á là anh hay là gia trưởng và lại khó tính, mà muốn đưa em vào một cái khuôn khổ vậy đó. Lúc nào anh cũng nghĩ là cái tư tưởng em là ở cái suy nghĩ của em ở cái độ sơ cấp, còn ảnh là cao cấp rồi, bắt buộc phải theo cái cao cấp của ảnh. Cho nên là em thấy rất là mệt mỏi luôn. Ví dụ điển hình đi. Ví dụ như là Tết năm vừa rồi ảnh nói là năm nay không có về, là không có về như đinh đóng cột vậy. Mà không phân tích luôn. Ổng cũng có phân tích, nhưng mà lúc đó em thấy suy nghĩ chi cho nó dài dòng nhức đầu vậy, bây giờ mình cứ về đi thấy cũng được, đâu có sao đâu. Nhưng mà ảnh thì suy nghĩ sâu xa, về rồi con đâu con ốm rồi tùm lum hết á. Trước khi quyết định là không có về đó thì cái kế hoạch đó là quyết định là nằm từ giữa năm rồi. Về con còn nhỏ, mà về Tết á chỉ có 6 ngày thôi, mà ra vô thì hết hơn 2 ngày rồi. Cũng có phân tích đúng không? Ảnh lúc nào anh cũng là ra quyết định rồi, 1 là 1, 2 là 2, không bao giờ thay đổi gì hết á. Cái cảm giác em lúc đó là sao? Lúc đó em cảm giác như mình con ổng vậy. Rồi ổng thì ổng mơ nhạc sến, là ở nhà với là ổng bật lo rồi cho cả phòng cả dãy trọ rồi nghe vậy đó. Nhưng mà em thì em mơ cải lương, nhưng mà ổng là không có thích. Một lần á mà em bật cải lương lên nghe là đi vào ngấy phát, đi vào ngấy phát. Nhưng mà cái xong em thấy vậy cái em mới đeo tai phone nữa nghe, nhưng ổng vẫn cứ không hài lòng. Không phải là mình ghét bà xã nghe cải lương, nhưng mà cái bà xã là mỗi khi mà đã nghe vô nhà mở cái cải lương để nghe rồi ạ, thì quên xung quanh, quên giờ, quên giấc, quên hết luôn. Thậm chí quên con luôn. Quên con, quên chồng luôn. Quên con, quên chồng, chồng đi làm về là con nước chưa có, hỏi vợ sao là vợ viện lý do nào, là toàn là lý do khách quan không, mà không có lý do chủ quan. Đó, nên là khi nói là bà sẽ cái là sinh ra là phản ứng, nói sao là mình sao mà ghép áp đặt. Ủa rồi ở nhà là em là nấu ăn cho chồng? Dạ không, nói chung là ảnh là người rất là vô cùng siêng, và siêng vô cùng, siêng đến mức mà em thấy khó chịu luôn. Ủa là sao? Siêng mà khó chịu? Dạ. Ổng siêng chuyện bếp núc hay siêng chuyện gì? Tất cả mọi chuyện, nói chung là chuyện nhà là 3 phần là anh làm, 2 phần là em làm. Nhưng mà chính vì ảnh quá giỏi cho nên là một khi em làm cái gì là ảnh đều không hài lòng hết. Lúc nào anh nấu cơm là anh đứng sau anh chỉ đạo nấu kia giặt đồ giặt chắc làm sao. Em thấy em mệt, em thích thà đứa em làm vậy đó. Nhiều khi vợ nấu ra mình ăn cái mình nhận xét trời ơi, hôm nay em nấu không bằng hôm qua em nấu tệ hơn bữa trước. Cái là vợ phản ứng lên cái là buồn. Ý nói là sao là mình không có nhận xét là mình phải nói tốt nó ngon lên. Nhưng mà mình nói như vậy là đỡ cho vợ mình cố gắng lần sau nói ngon hơn nữa. Rồi còn em, vợ em vỡ mộng chuyện vợ em là gì? Ham chơi với ngủ to. Nó không nít mà kệ chấp lạnh à, ngủ á là đặt lưng xuống là kéo còi nó liền. Kéo còi hả? Dạ kéo lên là không biết trời ơi chứ con có khóc cũng đâu có biết đâu. Sáng ngày ngủ dậy hỏi ủa anh tối qua con có khóc không, coi như thế nào. Coi như là nãy giờ nghe em kể là đây đặc thù của một đứa nít rồi. Em giống như cha của cổ mà. Đúng không? Rồi bây giờ em muốn chồng em á thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn duy nhất đó là giảm cái tính gia trưởng đi, nói với vợ mềm mỏng thôi. Ví dụ như cũng phải biết lắng nghe cái ý kiến của vợ, đừng lúc nào cũng cứng nhắc quá. Là còn gì nữa không? Nhớ lời hứa là phải dẫn em đi coi cải lương. Rồi còn em mong muốn điều gì thì vậy? Mong muốn cô ấy bớt tính trẻ con đi, quan tâm gia đình nhiều hơn nữa. Sao chị Dân? Bây giờ nè, một người á thì muốn người kia lớn xíu, người á thì muốn người kia nhỏ hơn xíu, nhỏ lại xíu đó. Người muốn lớn, người muốn nhỏ. Bây giờ theo bà chị thì sao? Chị thấy nè, cái vấn đề ở đây nó chỉ là sự chênh lệch tuổi tác, cái quan điểm, cái tư duy về cuộc sống còn khác nhau nhiều. Vợ của em á lấy chồng sớm thì ví dụ nếu mà gặp một cái người chồng á mà ngang tuổi mình á thì cổ sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nhưng mà cổ lại lấy một cái người chồng lớn hơn cổ, chồng quá chu đáo, rồi chồng lo cho hết, chồng bảo bọc hết như vậy, cho nên là cái trưởng thành nó chậm hơn những cái cô gái mà lấy chồng ngang tuổi. Điều này thì gia đình nào cũng vậy thôi. Em cho vợ em á khoảng chừng 1-2 năm nữa, cái lúc mà khoảng 28 tuổi rồi nó sẽ trưởng thành theo cái thời gian, theo cái độ tuổi, theo cái thể chất của cơ thể, chắc chắn là vậy. Còn cái cuộc sống của tụi em hiện giờ á kể tội nhau vậy đó, nhưng mà chị thấy rất là ok, rất là hạnh phúc. Chồng em vẫn rất là yêu thương em, rồi vợ thì cũng rất là ngưỡng mộ chồng, chỉ có đôi lúc là dỗi hờn vu vơ thôi. Cho nên vậy nè, theo chị em kệ đi, vợ em làm chưa đúng ý em đi, kệ, cứ buông cho cổ làm đi rồi mới lớn được. Nhớ câu nói của cô ấy nha, làm đi rồi mới lớn. Rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ và mong chóng có một thành viên thứ hai. Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con là Nguyễn Văn Thành, con đến từ Hà Nội. Con là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Con là rất vui được gặp cô chú ạ. Con nhiêu tuổi rồi? 36. 36. Wow, trẻ quá ha. 36 tuổi là 36 là cháu nhỏ hơn chú có 4 tuổi rồi đó. Đó, nghe. Rồi bây giờ mời bạn. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con là Bình An, con đến từ Hà Nội. Con là chuyên gia tâm lý trong vai trò đồng hành cùng các chị em phụ nữ về phương pháp nuôi dạy con và kết nối các mối quan hệ tích cực. Hay quá, trời ơi, lần đầu tiên. Như vậy có nghĩa là hôm nay á, là bạn này có quyền hỏi chị em mình. Đó. Tại vì mình cũng đang rất cần một chuyên gia về tâm lý. Đúng rồi. Hiện giờ là đang bị stress quá đấy. Thật ra là tôi vẫn còn là trong một cái giai đoạn là nuôi dạy các con nhỏ. Vẫn còn rất là nhiều khiếm khuyết nha. Nhờ nhân viên nói lớn à. Rồi. Nhắc dây mic ở đâu? Nhờ nhân vật nói lớn. Ủa dây mic nào? Con là học trò của cô Thi Thảo đó. Thế là hôm nay trước khi đến đây là cô Thi Thảo có nhắn là đến thì nhớ gửi lời chào giúp cô Thi Thảo. Cô Thi Thảo thì khen cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận rất nhiều. Nhớ không? Nhớ Thảo không? Dạ. Thảo là bạn em mà. Đúng rồi, quên. Diễn giả MC Thi Thảo ạ. Vâng. Học trò sao? Con có học các cái chương trình về xây dựng nhân hiệu. Thảo cũng đã lên chương trình này. Vậy lát sắp chuyển từ con sang anh chị. Rồi. Không, bây giờ á mình chào lại đi. Dạ. Mình chào lại, mình giới thiệu lại đi, mình xưng là anh chị đi. Rồi, anh chị để hợp với cái nghề chút là chuyên viên tâm lý để bên đây tư vấn cho bên đây. Chứ thật ra các bạn nhỏ của tôi không có nhiều, nhỏ hơn tôi với chị Vân không có nhiêu tuổi chứ. Vâng. Ok. Em cũng thấy là rất trẻ nhưng mà lúc nãy 20 tuổi chị có quyền đẻ rồi. Thôi bây giờ làm lại nha. 2, 3 mời em. Vâng, em là Nguyễn Văn Thành ạ. Em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý và chuyên gia tư vấn. Không sao. Lại. Mời em. Vâng, em là Nguyễn Văn Thành. Em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Hôm nay rất vui được gặp anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em bao nhiêu tuổi rồi? 36 ạ. 36 mà với trên cái khuôn mặt này là quá trẻ đúng không? Đúng rồi. Rất là trẻ luôn. Chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán. Thú thật với em là anh không hề biết một chút xíu gì về chứng khoán cả. Chị rành không Dân? Me too. Không biết một cái gì cả. Không biết một cái gì luôn đó thiệt. Rồi bây giờ mời bạn vợ. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình ạ. Hay quá chị. Như là hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Wow, vậy hả? Dạ. Vô đây hồi nào? Chúng em vào đây từ 14 tháng 7 cũng cùng trong chuyến công tác của em ạ. Vậy hả? Rồi chừng nào bay ra lại? Chúng em sẽ bay ra Hà Nội vào tối ngày mùng 2 tháng 8 ạ. Có nghĩa là vào trong đây làm việc. Dạ. Rồi kết hợp tham gia chương trình Vợ Chồng Son luôn. Dạ. Ôi bây giờ anh muốn hỏi nha là các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào? Ôi em xem nhiều lắm, hồi em mới kết hôn xong ấy, những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Thế sau đó là được phỏng vấn cũng như là được mời về cái địa điểm mà không phải ở đây đâu ạ. Em nhớ mang máng là quận 4 á. Ở đó đó. Quận 4 ở cái phim trường chỗ gần cái cầu gần Sài Gòn á, đúng không? Dạ, dạ. Xong rồi có cái văn phòng làm việc và có rất nhiều anh chị ở trong đó. Không, vậy là quận 3, đường Nguyễn Văn Thắng. Nguyễn Văn Thắng, đúng rồi. Mình đâu có dẫn nó bao giờ. Không phải đến để mà phỏng vấn. Đúng rồi ạ, sẽ đến phỏng vấn trước và được trò chuyện về kịch bản trước ạ. Thế nhưng mà sau đó thì chúng em bận ấy, thế nên là chưa có tham gia được. Và em nói với chồng em là nhất định là phải tham gia Vợ Chồng Son, bởi vì em rất là yêu quý chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là cái ý nghĩa nhân văn từ chương trình ạ. Xin cảm ơn em, đúng là một chuyên gia. Lúc đấy thì mới gọi là Vợ Chồng Son đấy, chứ bây giờ là có cháu rồi ạ. Cái lúc đó mới là Vợ Chồng Son đúng không? Không, cái son ở đây là hai bạn cho dù có ở với nhau bao năm đi chăng nữa thì cái tình cảm nó vẫn son sắc như vậy, vẫn dạt dào như thế. Nhưng mà thật ra mà nhìn thấy hai bạn đó là vẫn nghĩ rằng là các bạn vừa mới cưới chứ không nghĩ rằng là đã cưới lâu đâu nha. Cái sao tại vì cái thần thái nó hên hến á. Rồi bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào, có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em đi xe dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi ạ. Khoảng năm 2012, 11, 12 thì đấy. Vẫn là sinh viên à? Vâng, là sinh viên ạ. Thì có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim ấy. Thì xem rồi cười ấy, xem rồi cười, nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mím môi thôi. Nên là em nghĩ là cười duyên, nên là em rất là thích. Nhưng mà là ngồi đối diện nhau hay là ngồi đây? Hai bên đó. Tức là em ở đây, bạn em đây và một bạn thì bạn này ngồi đây nữa. Thì là tức là vô tình mà gần nhau đó, đúng không? Chứ đâu có sắp xếp trước. Đúng rồi, không. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hởn răng. Đúng rồi, không hởn răng. Đó, cười duyên. Rồi. Ủa tại sao em lại cười không hởn răng? Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Trước khi còn nhỏ, tầm em học cấp 2 á, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế sau đó là cái răng nó bị xỉn á. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Thế nên là em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và ngoài anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Chồng em cũng nghĩ là em rất dịu dàng. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó mà em lại có được một anh chồng như thế này. Dạ. Mà cái răng nó giờ làm lại rồi đúng không? Vâng, em đã niềng răng và đã làm xong rồi ạ. Thế thì nhưng mà lần đầu tiên em gặp Thành thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Em không có ấn tượng gì cả. Vâng, vì em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi. Thì em ấn tượng nhiều về bộ phim, bởi vì bộ phim đó thì nói về cái động lực sống ấy. Và cái đó thì nó chạm đến em hơn, còn những thứ khác thì em không quan tâm. Em thấy anh này anh bắt chuyện nhưng mà em chả cảm thấy liên quan gì cả. Lúc đó là tụi em bao nhiêu tuổi ta? Cỡ 10 à? Nếu mà sinh viên năm nhất cả hay là... Em lúc đó thì sẽ là sinh viên năm nhất, còn anh xã em thì lúc đó khoảng là sinh viên năm tư rồi. Vâng, thì em đâu đó vào khoảng 19 tuổi. Dạ. Như vậy là chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và như là rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó đúng không? Em nghĩ là cũng chưa đâu ạ. Không phải đâu. Em thấy... cũng thấy là có duyên, nhưng mà em thấy cũng có đặc biệt, nhưng em nghĩ là mọi sự nó tùy duyên đấy. Thì từ đợt đấy trở đi thì chưa hề gặp lại nhau. Khoảng một năm sau thì khoảng gần nửa năm đến một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Trong dịp nào? Trong dịp tức là em là quản lý một cái nhóm là phát tờ rơi quảng cáo. Đấy thì bạn này có trong nhóm đấy. Là một thành viên trong đấy. Vâng, thì là đợt đấy em thiếu người. Thì em nhờ cái bạn mà ngồi cùng em đi xem phim ấy là tìm một người nữa để phát tờ rơi cùng em. Thì đúng là bạn này, nhưng mà em không gặp, em không biết tên. Em cũng không biết hai người đấy là một. Thế thì sau bẵng một thời gian thì đến kỳ lấy trả tiền thù lao ấy, thì em bảo là em kiểu bận em không đi ra ngoài được ấy, thì bạn chịu khó bạn đi học xong rồi bạn qua nhà em để em gửi tiền. Đấy, thì là gặp đúng lại bạn thì mới nhận ra là đúng là cái cô ngày trước mà mình nhớ là ấn tượng. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Chỉ có bạn này không nhận ra em thôi gì? Không, em thì em có nhận ra đấy ạ. Nhận ra đúng không? 6 tháng trời. Có nghĩa là em không có một ấn tượng như về chàng trai này trong buổi chiếu phim đó. Dạ. Mà gặp lại em vẫn nhận ra. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Dù không có ấn tượng gì em cũng nhớ. Bạn này nhớ bạn thì là chuyện bình thường. Với cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy, em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Nhưng mà công việc nó khấm khá không? Hay là chỉ đủ chi tiêu đỡ thôi? Tiêu vặt ạ. Cái phần từ phát tờ rơi thì nó chỉ là một phần thu nhập nhỏ, còn em kinh doanh thêm rồi em đi dạy thêm nữa. Em là người mà tự trang trải trong cái quá trình em đi học đại học. Ủa là sao mà chậm trả tiền cho nhân viên dữ vậy? Một phần là kiểu em đợt đấy em bận ấy, hai là bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông vượt tiền mình không? Em thì em không nghi ngờ gì, nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Đó là trả chậm đó phải không? Tức là trả chậm lâu nhất là mấy ngày? Mấy ngày sau mới đưa? Em thấy cũng phải gần 2 tuần đấy ạ. Ôi vậy là chậm đó. Thế là em quyết định sao? Em có tới tận nơi em đòi, sờ tận tay dây tận trán luôn? Có ạ, anh em bảo là em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm đấy và chồng em nấu bữa cơm cho em biết là bạn em không thích, em bảo là nếu mà qua đi học xong mà qua nhà anh qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm cũng được. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích cô này rồi đúng không? Là đã có cảm tình với cô chứ? Vâng, cũng chung là cũng thấy là có cái đặc biệt thì cứ thử tiến tới xem thế nào. Có nhiều nhân viên phát tờ rơi như vậy là chắc chắn là sẽ có nhiều cô gái đẹp. Vậy thì là trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa có cô gái chôn nào. Lúc đó là vẫn còn độc thân vui tính luôn. Chưa yêu đương gì. Thế còn yêu nhưng mà chưa ai yêu lại. Chưa đâu vào với đâu đúng không? Chưa đâu vào với đâu. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Em thì lúc đấy em đang có người yêu rồi. Dạ. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Cơm anh nấu món gì đấy? Đậu xào thịt bò. Với cả rau muống luộc. Là chỉ có 2 đứa ngồi ăn thôi. Còn bạn cùng phòng của em nữa, bạn trai cùng phòng của em nữa. Món gì nữa? Món gì nữa nào? Hết rồi đấy. 3 món. Trứng rán nữa thì phải. Ba món. Thời điểm đó giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Chị nói cho em biết thật. Sinh viên mà ăn 3 món mà là thịt bò mà xào đậu này, trứng rán này, trứng rán có đúc thịt không? Không, rán không có đúc thịt. Thế à? Anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy, có cả pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc hôm ấy gục về bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ các cô dễ gục lắm. Thế thì là từ cái bữa cơm đó, mình lấy cột mốc từ cái bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Để em nói tiếp cái đoạn ông đấy, tức là em biết chỉ nấu từng đấy món thôi, không nhiều. Không nhiều đâu. Chỗ tài đúng bí quyết thôi đúng không? Thì hôm đấy xong thì bạn về, em trước khi về em mới bông đùa em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Thả luôn đó. Thả thính. Thả thính luôn. Rồi sau đó em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ. Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á, thì em gọi cho anh này. Thế anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt. Sửa máy tính nữa là chắc chắn là sẽ để làm một ấn tượng trong em đúng không? Nhưng mà thật ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em thì thực ra là em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. Thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là như thế nào là phù hợp nhất với mình. Thật nên ra là không phải là có người yêu mà là có nhiều người theo đuổi mình. Và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này. Đúng không? Lúc đó là em có cảm tình với nhiều đối tượng. Một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Thế nhưng mà lúc đấy đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ. Vì răng vẫn xấu. Răng vẫn chưa sửa. Răng vẫn mẻ. Nhưng mà lúc em phát hiện này chưa? Lúc ăn cơm là phát hiện không? Có một lần là em kể chuyện thì cười lắm, buồn cười lắm nên là cười to nó không che được. Thì em biết, em thấy răng cứ lên xuống rất ngủ. Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chát trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Vậy thôi đúng không? À, rồi thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Không nhớ luôn. Cũng khoảng 9 tháng đến 12 tháng em. Đó là quyết định là thấy người này là phù hợp với mình. Dạ. Tức là chỉ sau cái lần sửa máy vi tính cái gì? Vâng đúng rồi ạ. Sau chỉ sau sự kiện đấy thôi. Sau sự kiện đấy đúng không? Sau máy vi tính thì bắt đầu bén duyên với nhau. Bén đấy, biết ngay mà. Sau máy vi tính là đã mến nhau chắc chắn rồi. Lúc đó là đổ rồi. Chị nói em cái bữa cơm đấy là đã là ngất ngay rồi. Là một thứ coi như là sắp ngã. Đúng rồi. Xong rồi sửa máy vi tính xong một phát ngã luôn. Ngã vào lòng ảnh. Đó là 9 tháng sau đúng không? Nhưng mà là ai là người tỏ tình? Đó. Tỏ tình lãng mạn không? À, em nghĩ là chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Em thì vẫn kiểu phân vân ý, không biết là anh này hay là anh khác. Cho nên là kể anh nghe coi cái buổi mà ảnh tỏ tình nó như thế nào. À, thực ra chồng em thì cũng chỉ nói là anh thích em thôi, rồi hay rủ em đi chơi, hay rủ em trò chuyện. Em nghĩ là có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần bọn em đi chơi ở Hồ thì chồng em có kiểu hôn ấy. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Như vậy có nghĩa là lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. Trời ơi, phân vân lâu thế luôn. Vâng, em thấy là em lý trí mà. Thế nên là em suy nghĩ. Thế thì từ sau nụ hôn đó là mới xác định được hay là như nào? Hay là phải sau nữa? Sau nữa. Tại vì ảnh chưa có được gọi là coi như là trơn tru lắm, khôn coi như mà vẫn còn gượng gạo đó, đúng không? Cũng không hẳn, tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học, mà em thấy là hơi ham chơi game, kiểu thế để xong thế rồi. Sủng nhi đúng không? Vâng, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy, mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Thế là em cũng hơi e ngại. Còn một cái anh 81 đang tán em hồi đó thì anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Thế nhưng mà đến cái điểm nào và đến cái dấu ấn nào mà em quyết định là em chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà, trong gia đình của anh ấy thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không? Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh nào đấy đang cạnh tranh với mình. Em phải biết chứ, vậy em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, tại vì em nhớ có những lần rất là lạ, tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, thế xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có bao giờ gọi, đừng có liên lạc với em nữa. Thế sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy lại đang confuse đấy, không tức là lại thấy sự thất vọng gì với anh 81, tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc đấy đang đi chơi với anh 81 thì đấy. Nhưng mà đang thế sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981, thế là chuyển lại bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi, cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Đấy. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có, thậm chí nó có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình không? Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi với nhau, xong nghe điện thoại đi ra ngoài. Vậy em có truy không? Em có truy không? Em không truy luôn. Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ ấy. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng. Ủa nhưng mà là biết rồi thì bởi vì mới có một sự cạnh tranh như vậy đúng không? Mà bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á thì bên tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là chốt hạ luôn đấy luôn. Dạ. Tại sao, lý do? Không, rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy thì em cảm nhận được yêu thương và có một cái sự ấm áp. Ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu, ông bà là giáo viên. Thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy. thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng. Ông bà rất là thương em. Thế nhưng mà đến cái 1981 là em có về nhà bên đấy chơi chưa? Em cũng về nhà bên đấy rồi nhưng mà em lại không có cảm giác đó là không có ở bên đây. Đấy, vâng, thấy và em cảm thấy là cho nên chị mới nói với em á, là phụ huynh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề hạnh phúc lứa đôi. Đấy, cho nên chúng ta là những bậc phụ huynh là chúng ta phải hết sức gọi là làm sao khéo léo và cân nhắc trong cái chuyện là hạnh phúc của con mình là nằm trong gọi là trong cái tầm của mình luôn đó, thực sự. Bây giờ em sẽ cố gắng để 12 năm sau để em giúp các con của em. Đúng rồi, em nhớ nha, 12 năm sau đó, hy vọng là 12 năm sau chị em mình vẫn còn ngồi đây đó, để mà chị sẽ góp ý thêm với em về vấn đề. Nó phải là 50 năm nữa chứ chị. Cái chương trình này á, ở bên Nhật á, là cái người MC á, là họ làm từ năm họ 18 tuổi 18 tuổi cho đến lúc mà ông 70 mấy tuổi ông vẫn còn dẫn cái chương trình này. Ông vẫn còn nghe ghế luôn, khỏe đó nha. Cho nên nó hơn lắm. Tại vì các cặp vợ chồng lấy nhau liên tục mà, cho nên là vợ chồng son không dừng được. Rồi, như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Rồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Có hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Dù là em không thoải mái lắm nhưng mà em vẫn suy nghĩ. Thế là có một lần anh 81 anh đến nhà chơi thì tại vì em vẫn đang phân vân giữa hai đối tượng nên em vẫn để kiểu chăm sóc, dành thời gian cho cả hai ấy. Thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đây đến. Thế là anh ấy phi xe máy anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe cứ nói chuyện ra bình thường thôi. Em nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy? Vâng. Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì rồi anh đến lâu nữa, anh ăn gì không, thế thôi. Nhưng mà em là người chủ động hỏi. Vâng. Anh kia cũng hỏi em. Vâng. Và nhưng mà cuối cùng thì ai là người ra đi, có nghĩa là chắc chắn ai biết trước là, ý là cuối cùng ai biết chắc trước. Chắn là cô này là chọn em rồi đó, nhưng mà sau cái buổi đó, có nghĩa là sau cái buổi đó, gặp nhau đó thì ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước. Đó. Đấy, ngay ông tại, không, tại vì cái này là nó là khách quan không? Tại vì em là lúc đấy em đi làm một cái nghề là xin thẻ điện thoại ấy. Đấy, còn anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy, là sếp gọi điện nhiều quá. Em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không lì được nữa, không chần chờ được nữa. Rồi về sếp gọi và đi về là như thua. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn, rồi đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kèo trên rồi. Bây giờ lẹ luôn để mình qua tới cái vấn đề coi như yêu nhau. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ đừng có còn nữa nha. Còn chút nữa thôi ạ. Nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là 90% lúc đó thì em cũng chọn chồng. Rồi coi như là chọn anh này đi. Rồi bây giờ là các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm. 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em cũng như kiểu là đối thủ ăn oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ. Thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Về vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khắc khẩu đấy. Khắc khẩu đó. Cãi nhau rồi có choảng nhau không? Cái tầm năm thứ ba ấy thì là cũng lên ý định là cưới nhau rồi, nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc mà em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới rồi và đòi chia tay. Thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em có gặp, em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành ấy, nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ, nếu mà còn yêu nhau thì sẽ lấy được, mình sẽ đến được với nhau. Đấy thì lần đấy lại là cưới thật. Tức là yêu nhau say đắm đến 3 năm rưỡi thì bắt đầu xung đột. Xung đột rồi chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Nên xong anh ấy quay lại quyết định là cưới luôn đấy. Là cưới luôn đúng không? Như vậy là cưới nhau, yêu nhau 4 năm thì cưới, nay là được mấy năm rồi? Bọn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. Tháng 10 này là tròn 7 năm. Nên là 11 năm, 2014. Tính từ lúc yêu. Đúng rồi ạ. Thế mấy cháu rồi em? Một cháu, mấy tuổi? Cháu 3 tuổi. Ôi thế vẫn còn son nhỉ. Lấy nhau 7 năm rồi xong rồi lại còn cữ đến 4 năm sau rồi mới có con ấy. Ủa nhưng mà sao lại tới 4 năm sau? Bọn em chỉ kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Thế nhưng mà sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thì vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Và bọn em rất là bất ngờ về sự có mặt của bạn ấy. Thật ra nhiều khi là hạp phong thủy đấy em. Có thể nói là cái nhà trước các em lại không hạp một chút gì đó trong cái việc gọi là con cái, mà về nhà mới thì anh tin thì cái đó rồi chắc mình hỏi luôn. Thế về ở với nhau trong như thế là son với nhau được những 3 năm nhờ 3 năm. Thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Yêu nhau là 4 năm rồi nhá, ở với nhau 3 năm thế rồi có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Là ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết đấy, mẹ em không nấu cơm. Thế bà không biết là bà vẫn nấu ấy. Sau bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Và một lý do nữa tức là mẹ em lại rất ít khi dùng điện thoại. Đấy. Sao? Mẹ em rất ít khi dùng điện thoại. Đấy, cho nên bà cứ hay đi làm vườn ở dưới đồng ấy, xong rồi bà để điện thoại ở nhà bà không biết. Đấy là cũng cũng không, lúc đấy bà cũng chưa biết đọc tin nhắn luôn cơ. Nên là ví dụ vừa em bảo là nhắn tin bảo là em con không ăn cơm nhà thì cũng không đọc được ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái mới có con được, không bị áp lực đấy. Không phải là phong thủy đâu em. Tại vì khi mà con cái là cái vấn đề tâm lý nó cực kỳ quan trọng. Cứ phải thoải mái, nhiều khi xanh sang là thì đánh đùng phát là có. Đấy. Thế rồi trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á, cưới thì là ngoài cái việc gọi là các em khó có con thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Em nghĩ là bọn em cái chuyện mà mâu thuẫn rồi hay cãi nhau rồi thậm chí là em cảm thấy kiểu không thể kết nối được với chồng em thì nó là một cái chuyện lúc đầu, nhưng mà đến năm 2020 thì cũng có một cái biến cố nó diễn ra. Lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng thì anh xã của em là bị ốm. Và ốm đó là ốm về tinh thần đấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Và lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều. Tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản á. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Thì em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Bởi vì trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, rồi có trách nhiệm với gia đình này, chăm sóc con nhỏ rất là chu đáo. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ, rồi không kiểu không tinh tế, không ngọt ngào các thứ. Và lúc nào em cũng như kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi là có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Ví dụ như cái biến cố đó nó là tai nạn thì sao, nhưng mà mình vẫn cần rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà. Nhưng mà em có nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý của chồng? Em có nghĩ nó là một phần, nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy rồi. Tức là anh xã em là một người mà sẽ khó khăn khi mà vào những giai đoạn nhiều cái thứ áp lực nó dồn lên. Thì thời điểm đó thì mới cả anh xã em là người mà kiểu trước đây á là anh xã em tự áp lực về bản thân mình. Tức là coi trọng cái việc làm kinh tế này, coi trọng cái việc có tài chính cho chính bản thân mình và gia đình. Anh ấy hướng đến cái sự thành công trong một cái nhanh chóng ấy. Em vừa nhắc tới cái chữ tài chính ấy, thì cái năm đó là một cái năm mà chúng ta bắt đầu ảnh hưởng vì dịch. Đúng rồi ạ. Cho nên một phần con còn quá nhỏ. Đúng ạ. Rồi chắc chắn công việc em cũng bị ảnh hưởng và chồng em lại làm bên cái phần mà về tài chính nữa, cho nên là rất là khó khăn, cho nên áp lực nó càng nặng nề hơn nữa. Đúng ạ. Cho nên là anh nghĩ là ảnh hưởng đến chuyện tâm lý là chuyện rất bình thường. Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy, chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em, thế nên là vì là thức đêm để cho con uống sữa rồi hút sữa cho vợ rồi thay bỉm các thứ cho con thì kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Em thì cái chuyện đấy thì rất thoải mái, em dễ ngủ. Nhưng mà với chồng em thì thức là chồng em thức luôn. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái, hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Mà có cái hàng hóa nhỉ? À, hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, 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 ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và cứ như thế để trở thành một cái sự áp lực nặng nề lên chồng em. Đúng ạ, chính xác. Mà thôi bây giờ thì là mọi thứ là bình thường, nó ổn hết chứ? Rất là bình thường ạ. Cũng trộm vía là anh xã em cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Thì bác sĩ ở trong viện 103 đấy cũng là một người bạn hỗ trợ em trong nghề nữa. Thì cũng nói với em rằng là chồng em rất là hợp với cái thuốc điều trị, cũng như là vì em làm về tâm lý, cho nên là khi em hiểu về bệnh thì cái cách tương tác, sự thấu hiểu của em với chồng em nó lại trở về một cái sự cân bằng. Và ôi, chúc mừng. Rất là may mắn. Thế còn có nghĩa là bây giờ là vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Thế có còn cái gì nữa không? Hay là qua cái thời gian mình bệnh xong rồi vợ mình thay đổi hoàn toàn, cho nên không còn cái gì xấu nữa? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây. Đùa nhây hay là cũng nói nhây, nói dài. Ví dụ có mỗi một chuyện thôi nhưng mà nói có thể là mất 15 phút xong. Mà trong khi em đã nói là em biết rồi, em hiểu rồi. Em vẫn nói. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà. Mà diễn giả được. Đúng không? Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em mà hiểu. Em cố tình em nói đúng không? Vâng. Còn những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? Chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng, xong rồi làm việc riêng ạ. Tức là tỏ ra không lắng nghe. Rồi nói hoài rồi mai mốt nó nhập viện nữa. Không đâu. Tức là có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi đấy, có thường xuyên đấy. Tôi nhìn là tôi nghĩ ngay rồi. Thường xuyên luôn. Đâu là ví dụ thường xuyên luôn là làm gì, những hành động gì? Véo này. Có những bà vợ là véo này, như là véo cấu này, nhũ này, nhắc nhũ. Không, đây thì bắt đây này, không ăn nhũ. Có bầm không? Cũng không bầm nhưng mà nó cứ nhói gì ấy. Rất là khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Không, ít thì thích còn nhiều. Vừa phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì Thành? Thực ra thì nói chung là vợ em như thế này em vẫn chấp nhận được, cũng không, cũng chưa cần là thay đổi gì. Cứ như thế không cần thay đổi. Với cả là đợt này vợ là đợt này là thấy cũng hơi ham công việc nhiều, nên là mong là bớt lại. Mà bớt lại thì để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy là cái cần thiết nhất. Nếu mà có thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Nhiều hôm là đi về muộn lắm, toàn cứ 8-9 giờ tối mới về. Ui, 9 giờ tối mà nó đã cho là muộn rồi em ạ. Thế thì chúng mình có lỗi với chồng với vợ chúng mình quá cơ. Khi em về tới nhà là gà gáy luôn đấy chị ạ. Chị mà còn thế mà huống hồ thằng nó là con trai. Em 3-4 giờ sáng thì 3-4 giờ sáng. Đấy, có hôm cứ quay là đến khi 1 giờ 2 giờ mới về đấy. Hai chị em mình có lỗi với chồng mình quá cơ. Đều biết không? Về xong là 6 giờ sáng. Đấy. Chị quay cho nó đó mà nó dìm chị với chị Hồng Đào đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng mà. Cứ làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay mà tới 6 giờ sáng ngày mai nó mới cho về. 2 tiếng. Đấy. Lỗi tại nhà sản xuất đó em. Nhà ngoài bảo nó sản xuất luôn á. Đâu có đâu. Rồi, bây giờ không có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn. Bớt công việc lại. Đúng không? Dành thời gian cho chồng cho con nhiều hơn. Dạ, được không? Đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Nhìn làm nhiều việc, nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ tới em đó. Hồi nãy giờ là nghe em khen về ông bố bỉm sữa này rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh, đây là cái phút giây mà chúng ta nói về những cái tật xấu của đối phương. Đó. Thì bây giờ tới em đó. Thực ra thì trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ấy, tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả.